Rồi, chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề anh em hỏi là con gà cắt lông nuôi sao màu đỏ và cắt lông được gì và lợi ích của gà cắt lông và con gà không cắt lông được cái gì ha. Tại sao bây giờ không ai cắt lông ha? Rồi mình sẽ nói về cái vấn đề đầu tiên, tại sao không ai cắt lông. Tại vì cắt lông nó ảnh hưởng từ cái lúc mà hồi đó đi cắt lông mua gà, đi mua gà mà dở cái nách lên. Anh em nên nhớ cho mình, một khi con gà mà hớt lông nuôi, một khi đã vô nghệ rồi, anh em đem một mùa mùa sau đem về dạch cái nách lên là biết con gà đã có vô nghệ. Thấy gì chứ, ngại ghê lắm, nó dính vô cái lông con gà đi, nó dính hoài luôn. Anh em gà là hai lông đi, nó dính lên với hóng như da thịt đó, mấy cái lông tơ đó, nó dập lên là nhìn thấy nó vẫn màu vàng vàng, ngộ lắm. Với con gà mà phét nách á, anh em nhìn đi, người ta đi mua gà dập nách lên người ta không mua, biết tại sao không? Tại người ta sợ gà đã có chơi rồi. Cắt lông là để nuôi cho nó đỏ đẹp, nhưng mà một khi cắt lông là người ta nói mình đã chơi rồi. Tại vì hồi đó cắt lông phải nuôi vô, phải vô ngại, gà nuôi phải cắt lông phải vô ngại, phải có ngại, gà phải có ngại, rồi gà làm gì, cắt lông phải vô ngại rồi và nuôi con gà cho nó đỏ mới lực, để tắm rửa con gà nó sạch sẽ, nó mát, vậy với lại mà kiếm cựa vết thương nó dễ. Còn bây giờ kiếm cựa dạch mò lum la vậy ha. Thì cắt lông á, mình nói với anh em là bị một cái phong trào tự nhiên đùng ra cái không ai cắt lông. Nó đùng, nó trùng hợp là lúc mà con gà Mỹ đi về, con gà Mỹ du nhập về Việt Nam là từ đó bắt đầu đã bớt cắt lông rồi đó, bớt tỉa lông rồi. Nó cũng 20 mấy năm rồi cái tình trạng mà cắt lông bắt đầu nó đã bớt giảm từ 20 năm về trước, nó giảm rồi tới nói chung là mắc, nếu mà mắc luôn, tính nhờ mắc luôn cái tình trạng mà gà hết lông là nó đã hơn 10 năm, cỡ 12 năm ha, cỡ 12 năm là bắt đầu từ từ không ai cắt lông nữa, nó giảm mất tới mức độ vậy. Tại vì sao? Tại vì cắt lông á, cái con gà Mỹ bởi không cắt lông, cái từ lúc mà coi băng đĩa thì cái đĩa đó, đĩa mà gà Mỹ đá đó, tay cự dao đó, thì anh em mình nói, anh em không biết đâu, anh em nào lâu già có tuổi mà anh em mới nhớ cái vụ đó thôi, chứ anh em mới lớn gì không biết cái vụ đó đâu. Đó chơi coi đĩa, coi băng đĩa không à. Thì gà người ta không cắt lông, gà Mỹ không cắt lông, ta nuôi gì đó mà gà Mỹ hồi đó nó dở lắm, ta nó mỏng. Rồi cái con gà của mình á thì phải tỉa lông, cắt lông, mình nói anh em đem ra mà con gà nó da nó dày á, mình nuôi con gà mà nó nhăn luôn. Hồi đó nó tới mà gà xác ai cũng phái chứ, cái da của nó dày, nên nói mà ăn gà, nếu mà nói về thịt gà xác là ai cũng phái luộc xả. Nhưng mà luộc xả thì nói chung là ăn muốn quẹo quay hàm luôn, cái da nó rất là dày, anh em hiểu không? Gà xác ăn rất là dày, da nó rất là dày, nó giòn, nó dai, nhưng mà nó tự nhiên cái không chào, không cắt lông nữa, cái là không cắt lông luôn. Mình sẽ nói về từ đầu cho anh em nha, không cắt lông luôn. Và đó nuôi con gà cắt lông rồi phải tắm rượu, tắm nước trà ha, tắm nước trà nó cho nó mau đỏ, rồi một tuần phải vô nghệ nó 2 lần, không phải vô nghệ như giờ anh em nghĩ đâu. Vô nghệ hồi đó cực lắm, đâu có máy trà, đâu có máy xay nghệ như giờ, hồi đó không có ai mà xài trên đó không, tại vì nghệ vàng là nghệ mài bằng nắp lu, rồi người ta chế khuôn mài nghệ đủ hết, không sau này mới chế ra cái đồ mà xay nghệ bọ nghệ đỏ. Hồi đó nghệ đỏ không ai xài, hồi đó nghệ vàng không à, mình nói anh em hồi đó nghệ vàng Thuận Thành, bây giờ nghệ vàng đâu có đâu, phải không? Hồi đó nghệ đỏ ha, ai mà vô nghệ đỏ một cái là nhìn là người ta la liền, trời sen trời dạo trời mua vô nghệ đỏ luôn. Tại sao không? Tại vì nghệ đỏ là trong tiểu Bắc, cái nói ai cũng nói trời ơi vô nghệ đỏ sen chứ trời vô nghệ đỏ đó. Vô nghệ đỏ mà nghệ vàng là nhiều, đa số mà có một người mà vô nghệ đỏ là ai cũng nói, bắt đầu người ta chê, nó nói trời ơi nó vô người ta nghệ vàng không vô nghệ đỏ, sang quá nghệ đỏ là bên Trung Bắc vô nghệ đỏ đó. Rồi từ từ cái người nào nó cũng từ từ cái người nào bắt đầu nó chế ra cái máy mà cà nghệ,
xay nghệ đi, cái máy xay nghệ bắt đầu mới có cái nghệ bột, rồi nó mắc cái hình tượng cái ngũ cái củ nghệ vàng luôn đó. Nhưng mà vô nghệ rồi đó, phải nó phải như giờ dễ vậy đó, hồi đó phải cà nghệ, muối, phèn, rượu đó. Rồi bữa nay anh em cắt lông xong phải không, cắt lông cái là bắt đầu nu cho nó hai, nó từng đó tiền từng lãi tao mới vô nghệ tại cắt lông. Mà tại lúc mà anh em tỉa lông cắt á, cái da con gà nó sẽ bị phạm, thì nó sẽ bị gì, nó sẽ bị là nó bị phạm, rồi nó bị, nói chung là nó bị tùm lum cho anh á. Bắt đầu mình mới vô nghệ, ngày một tuần mới vô nghệ. Bữa nay vô nghệ là ngày mai xả, bữa nay vô ngày mai xả tại có muối, bữa nay vô ngày mai xả, xả xong rồi làm gì, xả xong rồi lại vô, vô thêm một lần nữa, rồi bắt đầu qua ngày mai nó chà xả tắm rửa sạch sẽ con gà mới phơi nắng. Bắt đầu một tuần làm nó hai lần như vậy, và mỗi lần mà như sáng thì mình cũng vẫn tắm bình thường, tắm nước nóng, tắm mà không biết nước trà, tắm nước trà nước nóng. Nhưng mà để tắm vậy, nhưng mà anh em nuôi cho kỹ á, để cái lông con gà nó không có bóng. Tại sao không? Tại nước trà mà cái nó có nhựa anh em, chất nhựa, rồi mình lau cái nó dính trên lông á, không biết mình lau lông cái đầu từ từ cái nhựa nó dày, rồi cái lông nó bị dơ, nó bị cũ. Tại sao? Tại con gà nó cái lớp nhựa nó dính nhiều quá, cái con gà nó rỉa lông nó chay cái chất dầu á, nó chay hết được rồi, bắt đầu lông nó bị ảnh hưởng là nó bị cũ, nó không có bóng. Với mà xịt rượu nữa, cái chiều cái bắt ra xịt rượu, chưa xịt rượu mình xịt rượu á, cho da gà nó nóng, bắt đầu nó dày từ từ. Nhưng mà không có nghệ là không có làm được gì hết nhé, không có dày đâu. Cái đầu nó xịt rượu cho nó nóng cái tướng da, cho mạch máu nó đỏ, nó nóng nó đỏ, nó kích ứng từ từ cái da gà nó đỏ từ cái lườn, bắt đầu nó đỏ bự từ 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 nguyên cái lườn, từ từ nó đỏ ao ao quên tới cái nách, cái đùi ngực là con gà mình khỏi bàn, nhíu con gà đòn bây giờ. Hồi đó nuôi con gà đỏ như đẹp như vậy đó, nhưng mà gà lông mình nó đẹp hơn con gà đòn, lông nó không có giống vậy phải không, nhưng mà mình cũng cắt tỉa lông y chang vậy đó, để nuôi cho nó đẹp đỏ. Hồi đó đó gà là vô tay vậy nè, cầm bộ tay con gà mà nó dữ lắm, nó dày anh em đâu biết, cái da với cái lườn nó dày, nó nhăn lại luôn, nó nhăn lại luôn, nó dày lắm. Cửa sao thấm đó. Rồi cái tác dụng của cái mà làm nuôi nghệ với tắm nước trà từ từ, với rượu cho nó đỏ từ từ, da nó dày lên đó, lợi ích được gì, lợi ích đạt mà nó tải được đòn, tải được cửa, chứ phải như giờ da gà anh em bỗng giờ đúng không. Hồi đó cái da nó dày lên cũng như mấy người tập võ vậy, người ta tập sao cho tay người ta nó chai nó dày, thì con gà người ta cũng có một cái bài thuốc riêng, người ta tha xương cốt cho nó cứng cáp, ta là tập đó, ta có thuốc mà, mấy bên người võ là người ta biết. Rồi con gà cũng vậy, anh em nuôi vô da nó dày lên, ăn uống vô này nọ đầy đủ, con gà đập cánh sáng mà thả ra bắt đầu lao mình mẩy nó đỏ ha, nó đập cánh cái nhìn là ghiền con mắt luôn. Rồi từ khi mà bị mắc thẩm mỹ là tại sao không, gà giờ không có cắt lông, cắt lông ai cũng chê, tự nhiên từ 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 cái tự nhiên nó quên lãng chuyện cắt lông luôn. Bây giờ anh em thử mình cắt lông, anh em nuôi coi, tỉa nách tỉa lườn tỉa hết đi, tỉa cái bên hông nè, tỉa cái lườn con gà nè, tỉa cái bẹ đùi con gà, nuôi đi nó đỏ một cái đi, đem ra một cái người nào cũng là trời, thấy lạ liền. Nhưng mà những con gà mà nuôi anh em nuôi vậy đó, cái lực nó dữ lắm, biết sao không? Tại vì mình được xoa bóp cơ thuốc rồi đó, nghệ rượu trà rồi đó, bắt đầu mình làm cái đứng từ từ cái da con gà nó dày, cái cơ con gà là nó căng nó cứng, con gà nó đá cái đầu dữ lắm. Tại đó mình nuôi con nào mà đem ra là phải đỏ ao gì đó, ở đó nuôi lâu lắm mới đá một cái, chứ phải nuôi như bây giờ, giờ vô tay cái được cái ôm đá mà con gà mình cái da đâu có bằng như hồi xưa, cái da con gà xưa nó dày lắm, nó nhăn lại nhăn là như nó ghê lắm. Thì anh em nhìn con gà đòn sao, con gà cựa mình hồi đó nuôi đỏ vậy đó, nhưng mà mình không có nuôi cực như con gà đòn, gà đòn nuôi nó đỏ mình nuôi cực, người ta là ấm nghệ rồi người ta ôm nghệ đó, ta ôm thuốc đủ hết trơn, còn mình không có. Mình là dân miền Nam, mình không có dụ, không có làm vậy, chỉ là xịt rượu rồi lao nước trà, phun nước trà xịt rượu đó, cứ vô màu ăn uống đầy đủ. Bắt đầu cái ngày một ngày mà nuôi gà cắt lông á, nuôi một ngày nói chung là tắm tới 2-3 cử lận, sáng là tắm một cử đúng không, sáng là một cử tắm xong bắt đầu lao nó khô, xong bắt đầu cái trưa cái đầu xịt rượu xong cái làm cái gì, đem một hơi nắng nhẹ cái cho nó khô, hơi nhẹ à,
đó hả, tôi đi gì đó, cái kích ứng đang kích, nó kích ứng da thì từ cái chiều làm cái gì, chiều cái đầu lao mát cái xịt rụng cái nữa đó. Mình tiền tay luôn, nhưng một tuần anh em phải vô nghệ nó hai lần, một tuần vô hai lần, không có vô nhiều, không có vô liên tục, một tuần vô hai lần, bắt đầu mỗi lần sổ từ từ vừa vừa đó cho cơ nó căng, cơ nó giãn rồi hoạt động cơ, là mình vô nghệ bắt đầu từ từ cái nuôi, từ từ cái da con gà nó dày lắm, vô nghệ đó cực lắm. Nó vô nghệ hả, trời ơi trời, nuôi ít đó, không sao, nhưng nuôi nhiều vô nghệ một cái là quản luôn. Ngày mà anh em tính đi, anh em cài tiền cũ á, cài tiền cũ á, cài mà vô, nhưng bữa nay vô 5 con, ngày mai cái xả vô 5 con. Nhưng bây giờ anh em dễ không, ngày bột múc ra quậy 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 miếng rượu, cái anh em quét, anh em đâu biết gì cái nuôi nghệ nuôi gà mà kỹ thuật hồi xưa, bây giờ nó bị lạc mắt cái phương hướng là nuôi gà truyền thống hồi xưa rồi. Nuôi gà truyền thống hồi xưa mà đem con gà ra đá một cái hết trời Phật ơi, trời, gặp một cái mà vô tay một cái là không dám đá luôn. Còn giờ làm gì, nuôi gì vô tay ở này cứng tay được bự vậy đá đó, thì từ từ cái người nào cũng như người đó vậy. Rồi đâu có ai, đâu có ai, đâu có, học giờ không lẽ giờ không cắt lông đi, nhưng cắt lông làm gì, cắt lông cái người ta lại trời ơi, hại giờ hại bố cắt lông tự nhiên cái đơ luôn, cái không cắt lông nữa, cái không giống ta nữa. Tại vì 10 người không cắt lông, tự nhiên mình đâu có người thứ 11 ra cắt lông thì 10 người kia giờ mấy người ta nói đúng không, nó không giống ai. Hồi đó nuôi gà phải cắt, phải cắt để lông, phải cắt lông nuôi cho nó đỏ, nó dày, nó da nó dày lên, nó tải đồ, nó tải cựa được, cái da nó rất là dày. Anh em nuôi từ anh em sẽ biết cái da nó dày gấp 2 da bây giờ, và cơ căng, cơ nó cứng hơn. Tại sao đây, mình được vô, nó được vô nghệ, nó cái mà cách vô nghệ nó có nhiều loại thuốc sắt không mà chứ không dính, ba cái đinh sét á, sắt á, ta cạo ra ta pha vô cái nghệ đó, mà ta quét ta pha vô miếng ba cái sét á đó, cũng nó cũng một cái vị mà đặc biệt là vô nghệ gà cho da nó cứng rồi nè, ghê lắm. Nuôi từng vô hai lần, từ từ con gà mà nó cầm như tấm đan, nó cứng ngắc như nè, mà đá cái giò cóp cóp gì chứ bao nhiêu giờ đâu, khỏi cần chích thuốc đó. Nuôi gà truyền thống mà nói với anh em, nó đá con gà mà đỏ ha, nuôi mà đỏ đi anh em thấy nó đá cái đòn thì ghê lắm. Tại sao cơ nó được, mình nuôi kỹ đó, mình hút men này đủ chứ cho nó ăn như bây giờ đó, nó nuôi gà nó ha, có như giờ đâu đá ghê lắm. Còn giờ lại mỏng mỏng, cái tay mỏng mỏng như xương cái ôm đá rồi đó. Nhưng mà gà nó phân ra hai loại, da giấy là da gì, da giấy là da con gà mà anh em cắt lông thấy cái bản da nó bự, cái bản chân lông nó thưa, nó bự ha, nó bự mà nó mỏng mà chỉ máu lắm nhỉ. Còn gà mà cái tay nó dày á, da dày á, anh em cắt đi, cắt ra cái thấy da nó căng nó bóng, mình nuôi chừng 3 ngày từng lễ là nó bóng lưỡng, nó dày, nó căng trên. Còn gà da giấy nuôi nó không có đỏ, nó đỏ hơi cái lượng à. Còn gà mà da dày anh em nuôi mà dễ lắm, hồi đó mình cắt lông mướn mình biết, mỗi lần tỉa lông xong mà thấy con gà mình biết con gà này nuôi màu đỏ, gà nuôi lâu đỏ, tại mình tỉa mướn mà mình tỉa mình nhìn chứ mình biết chứ anh em không tỉa lông anh em đâu biết đâu. Với chứng minh được cái gì, chứng minh là con gà nuôi vô nghệ, nuôi cắt lông da nó dày, nó tải lòn tải cửa. Tại giờ không ai nuôi giống vậy, không lẽ nuôi giống vậy làm chi, đúng không? 10 người hết 10 người hơn người ta vậy rồi, người ta mình làm theo vậy. Mà nói em chơi anh em á, chơi gà đấy không chào, nó ngộ lắm. Từ từ nó mai một nó mất đi cái chuyện hóng mà nuôi gà mà tỉa lông á. Giờ nói chung cái người mà nuôi gà mà tỉa lông mà vô nghệ mà như mình nói, đếm là cũng tay chứ phải như hồi đó người nào cũng vậy, nuôi gà đó người nào cũng vậy, phải vô nghệ đó, rồi vô nghệ phải kỹ thuật vô muối như thế nào, ít rồi muối ít muối nhiều đủ cho nó vô nghệ, gà không ngút. Hồi đó nuôi gà dễ gót lắm, gà ta đem về mấy cha sổ cho nó nhừ cho mấy cha mới tỉa lông, mấy cha tỉa lúc nó gà đang nhừ cái mệt cái tỉa lông cái nó gót luôn, đúng không? Đó nó hư gà rồi cái gì thôi đi, mỗi lần vô nghệ cái sổ gà cho 2-3 con bầm dập cho bầm dập luôn mới vô nghệ. Đã nó đang mệt, nó đang đuối, nó đang quải cái vô ngại nữa, cái nó cứng gà nó cút đó dễ gót. Tại đó gà ta không cắt lông đâu, gà già cựa già bắt đầu mới tỉa lông mới làm được, còn giờ đâu có đâu. Giờ không lẽ giờ tự nhiên giờ ai đâu cắt lông, người nào cũng giống người nào, gà đem ra tắm vuốt vuốt lau lau vô ngại chân ngại mặt rồi xong, nội giờ mà tỉa lông nách mà vô ngại thôi là người bắt đầu người ta cũng dòm anh em để ánh mắt khác rồi đó. nhưng mà nuôi gà đừng bao giờ tỉa lông nách. Tại sao cái gông nách con gà mà em vô nghệ nó dễ gót lắm, nó nóng, cái da nó mỏng,
cái nách gà lúc nào cũng mỏng nhanh, vô ngại chịu nổi nhiều con đó đó, tại vì đó mình cắt lông mướn mình biết cắt lông nhiều con nuôi ở này điều này vậy, nó vậy, nó vậy đủ cho nó chuyển cho nó nói đó, nuôi gà mà đem gà đập cánh cái là nhìn cũng bệnh, nó đỏ đẹp như gà đồng đẹp lắm vậy nha.